Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, làm sao để dẹp bỏ được cái tính đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét người khác, Phật tử trí nhân? Kính thưa đạo hữu trí nhân cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, quả thật là khó khi mà chúng ta có thể dẹp bỏ được hoàn toàn cái tính đố kỵ, tị hiềm, ganh ghét đối với người khác. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì một vị khách tăng đi đến một ngôi chùa, ở nơi đó có một vị tri sự đang quản lý. Vậy rồi có một người gia chủ đến để mà thỉnh hai vị này đến nhà của mình mà cúng dường trai tăng. Thế thì cái vị khách tăng này đây đó vốn là một người đã chứng quả A-la-hán rồi, cho nên rất là thông tuệ và được mọi người yêu mến hết mực. Vậy là cái sự ganh tị đố kỵ nó xảy ra giữa hai vị này. Cho nên khi mà người gia chủ đến thỉnh hai vị để đi cúng dường trai tăng đó, thì cái vị tri sự này không có báo cho vị khách tăng mà chỉ lẳng lặng đi thôi. Khi đến nhà của gia chủ thì gia chủ hỏi là tại sao cái vị khách tăng không đến, thì vị tri sự này nói là vị khách tăng đó còn đang ngủ cho nên không có nỡ kêu dậy. Thế rồi sau khi mà đã thọ trai xong rồi đó thì người gia chủ hết sức là niềm nở, cung tiễn cái vị này đi về và gói theo một ít đồ nữa và nhờ cái vị tri sự này mang về để đưa cho cái vị khách tăng kia. Vậy là trên con đường đi về như thế đó, cái vị tri sự này đây hết sức là buồn bực ở trong lòng của mình. Nói tại sao mình phải đem về cho một cái người như vậy. Vì cái lòng đố kỵ cho nên cái vị tri sự này đã quăng cái món đồ mà cái người gia chủ muốn đem về để đưa cho vị khách tăng đó vào ở trong một cái bụi tre bên bờ suối. Và sau khi về đến chùa thì cái vị tri sự này cũng không có thưa với cái vị khách tăng kia bất cứ một điều gì cả. Và cho đến ngày hôm sau đó thì vị tri sự này vẫn không thấy cái vị khách tăng này, và phát hiện ra rằng cái vị khách tăng này đã rời khỏi chùa hồi nào mà không hay. Và rồi từ đó về sau thì cũng không gặp cái vị khách tăng này nữa. Cho đến một cái thời gian rất là lâu của kiếp sống con người này đây, cái vị tăng sĩ tri sự này đây đã chết. Và sau khi chết á, thì vị tăng sĩ này đã đầu thai 500 kiếp để làm cái con bìm bịp mà sống ở trong cái bụi tre mà đi kiếm ăn. Thưa tất cả quý vị, đây là một cái câu chuyện để nói về cái yếu tố nhân quả trong cuộc đời này. Và cái tính đố kỵ của chúng ta đây đó, nó đã ảnh hưởng đến cái đời sống tái sinh của mình vô lượng kiếp như thế, rất là lâu xa như vậy, khổ cực vô cùng. Cho nên chúng ta hãy mở rộng cái lòng mình ra, đối xử với tất cả mọi người như là bát nước đầy, như là cái tình anh em huynh đệ ruột thịt chân thành với nhau, để rồi mình mang đến cái giá trị tốt đẹp và hạnh phúc nhất với nhau có thể. Do vì cái yếu tố kiêu mạn, ngã mạn, cho rằng mọi người không có bằng mình, cho nên chúng ta mới sanh ra cái tâm là ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm với người khác. Thế thì cái tâm đó nó không mang lại cho mình một cái giá trị nào tích cực trên con đường tu tập để chuyển hóa cái phàm phu. Cho nên chúng ta hãy bỏ qua cái tâm kia một cách nhu nhuyễn nhẹ nhàng. Chúng ta cứ hãy nghĩ rằng trong cái cuộc sống của chúng ta đây rất là bình thường, đều có những người hơn ta, có những người hơn phương diện này, có những người hơn phương diện khác. Và chúng ta hãy tiếp nhận yếu tố đó như là thực tế của cuộc sống để mình thăng tiến hơn và đến gần hơn với những người hơn ta, để chúng ta học hỏi tất cả mọi điều. Đó là cái để tự thân ta đây bỏ qua tất cả những cái tị hiềm, ganh ghét, đố kỵ, và cũng là cái để chúng ta có thể học hỏi người khác mà thăng tiến hơn trên con đường tu tập, giải thoát và giác ngộ. Cầu mong tất cả quý vị hãy đừng đóng kín mình trong một cái hộp diêm, mà chúng ta hãy mở rộng ra để tiếp xúc với sự sống này. Và trong sự sống này đây có quá nhiều thứ chúng ta chưa biết, chúng ta cần phải khám phá mỗi ngày để học thêm những điều tốt đẹp, để nó trở thành hương hoa cho chúng ta mà tận dụng nó, sử dụng trong cuộc đời này còn lại của chính mình. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc tất cả quý vị, người thân và gia đình luôn an lành, thảnh thơi trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.